Alo, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Phương Văn Official. Chúc một ngày mới cuối tuần vui vẻ hạnh phúc nha các bạn ơi. Hôm nay mình quay luôn cái clip mà vừa xong, là cái clip là làm cái món ốc xả và ốc hấp tiêu. Bây giờ mình làm luôn những cái clip tiếp theo là nấu nước nha đam nha các bạn. Loại nước uống nha đam thì giúp cho chúng ta là thanh nhiệt cơ thể nha các bạn. Ngoài ra còn công dụng là mình đắp mặt nạ đó các bạn. Nó có cái tên khác nữa là cây lô hội. Thường thường các cái mỹ phẩm người ta sản xuất từ cây lô hội đó các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn là nấu nước nha đam tại nhà, nhưng mà nó đặc biệt hơn một chút thì chúng ta có bỏ thêm là hạt chia và dầu chuối nha các bạn. Như cái clip trước mình chia sẻ mình nấu nước mát ở nhà đó, hạt chia và dầu chuối, thì hôm nay mình tiếp tục mình làm cái clip mà nha đam làm nước mát uống tại nhà, vừa bổ dưỡng và vừa mát mẻ giải nhiệt trong mùa hè luôn các bạn ơi. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn là mình nấu nước nha đam. Mình đi lên sân thượng và mình view cho các bạn xem cây nha đam nè. Đây là một cái chậu nha đam mà mình trồng hồi lúc đó nó còn nhỏ, chỉ có 2 mục thôi, mà bữa nay nó ra phát triển rất là tốt, xanh mướt nha các bạn. Ngoài công dụng uống và làm đẹp thì nó cũng có tác dụng là trồng ở nhà để cho giúp cho chúng ta là thanh lọc, có cái môi trường xanh đẹp ha. Trồng cây xanh trong cái nhà tạo cảm giác là mát mẻ ha các bạn. Rồi bây giờ mình xuống mình làm cái nước nha đam đi các bạn ơi. Bây giờ mình chuẩn bị hai cái bẹ nha đam ha, hai cái bẹ nha đam này sản khoảng hơn là 1 kg lô đó các bạn. Rồi bây giờ mình cắt khúc ra, mình sẽ gọt cái vỏ bên ngoài để cho nó đừng có đắng nha các bạn. Một cái nha đam này nó thịt nó dày ghê vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gọt hai bên, chúng ta gọt cái vỏ ra, chúng ta lấy cái phần thịt bên trong thôi. Ok rồi, rồi cứ thế chúng ta tiếp tục gọt cho hết cái phần mà vỏ bên ngoài, chúng ta lấy cái phần thịt bên trong nha các bạn. Cái nha đam này nó còn có tác dụng là người ta uống thuốc gì đó. Rồi các bạn sẽ cắt nhỏ nhỏ và mịn mịn ra ha. Sau đó chúng ta lấy cái phần thịt ra rất là dễ dàng nha các bạn. Rồi chúng ta gọt cái phần thịt ra. Ok, cái phần thịt rất là dày và ngon ha các bạn ha. Để chúng ta lấy mà chúng ta nấu với đường phèn. Rồi bây giờ sau khi chúng ta gọt được một ít phần thịt như thế này rồi, và cứ thế chúng ta tiếp tục gọt cho hết. Rồi các bạn ơi, sau khi chúng ta sẽ gọt hết cái 1 ký nha đam này, rồi chúng ta xắt ra những nhuyễn ha các bạn. Bây giờ chúng ta rửa lại cho thật sạch, để cái vỏ bên ngoài nó dính với cái thịt nha đam á là nó sẽ bị đắng. Ngày xưa có bà cô ở dưới quê á, bà uống luôn cái vỏ nha đam mà nó đắng lắm các bạn ơi. Không biết chị bệnh gì mà thấy cô uống cái vỏ nha đam luôn cái thịt và trộn với mật ong uống đó các bạn, mà nó đắng dữ lắm, uống không có nổi đâu. Những ai mà bệnh chịu khó lắm mà mới uống nổi. Rồi bây giờ chúng ta rửa sạch hết cái phần đắng của cái vỏ nó dính vào cái thịt nha đam nha các bạn. Các bạn rửa thật sạch để không thôi nó dính là nó đắng, là mình uống mình khó chịu gì hết. Và cứ thế chúng ta tiếp tục nha các bạn, rửa cho thật sạch cái phần này. Các bạn biết không, trong cái phần nha đam này chúng ta sẽ, rồi ok, chúng ta rửa cho thật sạch thì chúng ta được cái phần thịt là trắng nha các bạn. Rồi sau đó chúng ta sẽ nấu nước sôi khoảng 2 lít nước thì các bạn này, và nấu nước sôi lên thì chúng ta phải cân đường phèn nha các bạn, khoảng 250g đường phèn để chúng ta nấu. Và chúng ta nấu cái lượng nước đó, cái lượng đường nó cũng vừa phải, vừa hơi ngọt thôi, chứ đừng có ngọt quá các bạn ha. Ok rồi bây giờ chúng ta lấy nước khoảng 2 lít nước, các bạn quan sát này, nấu khoảng 2 lít nước, chúng ta đun sôi lên rồi chúng ta bỏ đường phèn cho nó tan ra hết, rồi sau đó chúng ta bỏ thịt vô nấu. Có những bạn thì không có ăn được cái thịt này, có những bạn thì không ăn được hết cái thịt đó, chúng ta sẽ nghĩ là
Rồi các bạn ơi, bây giờ mình nấu hai cái lít nước mà nấu với nha đam đó, mình cân đường phèn nha các bạn. Bây giờ mình bỏ vào đây là 250 gram, 250 gram đường phèn nha các bạn. Nếu như các bạn nào mà sau khi nấu xong rồi bạn đem lại coi có nó đủ ngọt chưa, còn nếu mà nó ngọt rồi thì nó vừa thì thôi, còn nếu mà các bạn nhạt quá thì các bạn cho thêm tí đường cho vừa nha các bạn. Để khi mình uống mình không cần mình thêm đường, mà các bạn lưu ý khi mình uống nước mát mình không cần cái độ ngọt nhiều, nó chỉ nhạt, cái nhạt một tí ngọt là được rồi. Ok, ở đây là 250 gram nha các bạn. Mình cân 250 gram đường để mình lường như vậy để cho nó phù hợp với mà cái lượng nước. Rồi các bạn ơi, sau khi mà mình nấu nha đam mình bỏ vô nấu như vậy ha, nấu khoảng 20 phút là được rồi. Còn cái bọt này mình vớt ra, như vậy là xong cái nồi nước nha đam rồi đó các bạn. Và mình để nguội mình vào chai bỏ tủ lạnh, rồi khi nào mình muốn uống thì mình bỏ đá vô một tí đá mình uống. Và đồng thời bạn nào muốn uống hoặc hạt chia thì mình bỏ tô một tí hạt chia rồi như vậy được rồi các bạn. Đó, các bạn quan sát nè, đó như vậy là được rồi. Cuối tuần chúng ta có cái nồi nước mát nha đam uống nha các bạn. Ở đây nãy mình chia ra nha các bạn, là một phần nữa là mình bỏ vô đây mình nấu, còn một phần nữa là mình xay cho nhuyễn, tại vì sợ cái hạt có nó còn to đó, rồi con trai nó uống không được, cho nên là mình một ít là mình bỏ mình xắt nhuyễn, còn một ít là mình đem đi xay. Đó, như vậy là xong rồi đó các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình thêm nha các bạn. Đây là mình thêm dầu chuối nè, cho nó thơm. Các loại nước uống mà nếu mình bỏ dầu chuối theo mình thơm lắm. Ở đây mình 2 lít nước các bạn ơi, mình bỏ một ống dầu chuối là được rồi. Ngoài ra các bạn thấy là cái hạt chia nè, hôm trước mình chia sẻ với các bạn là cái hạt chia mà mình dùng cho nước xăm đó các bạn. Thì bạn nào thích thì bỏ hạt chia vào, còn không thì mình lấy hạt mua hạt é cũng được nữa. Cái hạt chia này thì 1 ký khoảng tầm 200 ngàn, nếu mà mua bịch thì 180, các bạn mua lẻ 200 ngàn. Như vậy cái hạt chia này mình bỏ vô mình uống, như vậy là xong rồi đó các bạn. Cuối tuần chúng ta nấu một cái nồi nước nha đam để uống giải nhiệt, hoặc là một nồi nước xăm mát lạnh để chúng ta uống giải nhiệt trong cái mùa hè nha các bạn. Rồi chúc các bạn thành công nha các bạn ơi. Sau khi mà mình nấu nước xăm nha đam xong rồi đó các bạn, bây giờ cái hạt chia mình bỏ vào nè, các bạn thấy hạt chia không đó, hạt chia nè, rồi mình bỏ tí đá vào. Hồi nãy cái mùi dầu chuối rất là thơm ngon ha các bạn. Vào dịp cuối tuần chúng ta sẽ nấu ly nước mát hoặc là ly nước nha đam để uống giải nhiệt cơ thể nha các bạn. Rồi chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã xem qua clip và nhớ để lại cho mình một like và đăng ký kênh để theo dõi những cái video tiếp theo nha các bạn. Rồi chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc cuối tuần thật là vui vẻ.